Những quy định đối với F0, F1 đi làm trực tiếp ở Long An. Long An cho phép F0, F1 được đi làm dựa trên tinh thần tự nguyện và khi có sự đồng ý của cấp trên, người quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành quy định tạm thời các trường hợp F0, F1 đang trong thời gian cách ly được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị nhà nước có các trường hợp F0 không triệu chứng, đang trong thời gian cách ly 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đến cơ quan làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động, nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định. Hoặc các trường hợp cấp thiết về nguồn nhân lực lao động mà không tuyển dụng kịp thời thì được phép sử dụng lao động của công ty đang là F0 không triệu chứng, F1 đang trong thời gian cách ly để làm việc. Việc sử dụng lực lượng lao động này phải được dựa trên tinh thần tự nguyện của người lao động, được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có thể xem xét ưu tiên bố trí thực hiện các công việc trực tuyến. Trường hợp không làm việc trực tuyến được sẽ bố trí làm việc trực tiếp tại nơi làm việc, đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ theo quy định, thường xuyên theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Không được chăm sóc hoặc tiếp xúc với những người bệnh bị suy giảm miễn dịch hoặc có nguy cơ cao, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người trên 50 tuổi. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tiếp xúc gần với người xung quanh trong quá trình làm việc và thực hiện các biện pháp khử khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.